Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là Son, rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Và các bạn ơi, hôm nay trong clip này thì Son sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đua ngựa bingo. Thì có rất là nhiều bạn mới chơi cho nên chưa có biết cách đua ngựa bingo như thế nào. Thì hôm nay Son sẽ hướng dẫn các bạn cách đua ngựa bingo từ cơ bản cho đến làm sao mà để đua ngựa bingo mình đạt được top 1 và nhận nhiệm vụ như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nhiệm vụ bingo luôn. Và đây, hôm nay tuần này là cuộc đua ngựa bingo nha các bạn. Nó có hai cái bảng, một bên đây là cuộc đua ngựa nè, bên đây là bảng bingo nè các bạn. Cuộc đua ngựa bingo có nghĩa là bạn sẽ đây, cuộc đua ngựa bingo nữa bạn, có nghĩa là bên đây nè, thực hiện nhiệm vụ cuộc đua ngựa được chỉ định và hoàn thành một hoặc nhiều đường bingo để nhận thêm nhiều phần thưởng. Có nghĩa là bạn có thể có một đường bingo, hai đường bingo, ba đường bingo là full nha bạn. Một đường bingo thì mình sẽ được một phần thưởng, và hai đường bingo mình được hai phần thưởng, và ba đường bingo là ba phần thưởng. Đây, cái phần thưởng là nằm trong đây các bạn. Đây, một mình hoàn thành một đường bingo thì mình sẽ được một cái phần thưởng là một cái móng ngựa như này. Ba đường thì mình sẽ được ba cái đường như thế này đó, cái đường phá nữa bạn, hoàn thành bingo để nhận phần thưởng nè. Rồi các bạn đã hiểu hết rồi nha. Rồi mình tiếp tục. Rồi đường bingo là đường như thế nào, là một đường thẳng nè, đường ngang nè, hoặc là đường chéo nè. Đó, đường ngang là một hai ba bốn ha, đường dọc là một hai ba bốn đúng không, đường chéo là 1 1 2 3 4. Thì đó, bạn cứ hoàn thành bốn đường, bốn cột như vậy, một đường thẳng như vậy là sẽ được một đường bingo đó. Thì bây giờ các bạn nào là chủ clan hoặc là các bạn làm phó clan thì các bạn là người chỉ đạo những cái đường bingo nào mà dễ nhất nha. Bạn chọn chỉ một người trong clan chọn cái đường bingo là nhiệm vụ dễ nhất để cho các thành viên ở trong clan đó làm theo nhé các bạn. Đây, và chủ clan của Son đã chọn cái đường nè, một nè, các bạn thấy có những cái tờ giấy và có viết ghi lên là 1 2 3 4. Đây là đó, chọn một đường này và thêm một đường ngang này nữa nè, 1 2 3. Đó, đường cột thứ ba các bạn thấy không, 1 2 3 4. Đó là những cái viết, các bạn thấy không, đó là những cái nhiệm vụ này mình sẽ chọn nha các bạn. Những cái nhiệm vụ này mình sẽ nhận trong những cái nhiệm vụ này thôi. Nó, mình chỉ nhận trong những cái nhiệm vụ mà có cái đường bingo này thôi. Đó, các bạn thấy không, một đường nè, nó đường này đường xuống nè, các bạn nhìn theo chuột mình nè, 1 2 3 4. Đó là cái đường, một đường bingo nè, nè 1 2 3 4. Đó là hai cái đường bingo nè, và đây một đường nữa nè, 1 2 3 4. Đó là ba đường bingo, và một người trong clan chỉ đạo nha các bạn. Đây, nhà mình làm ba đường bingo sao, đường kẻ dọc đầu tiên nó, và đường kẻ ngang thứ ba đó, và đường kẻ chéo phải sang trái, các bạn thấy không. Và phân chia nhiệm vụ nha các bạn, phân chia những cái clan ở trong, những người trong clan làm nhiệm vụ nào. Chẳng hạn như đây có bốn nhiệm vụ cao bồi thì mèo, su, chi, duyên sẽ làm bốn nhiệm vụ đó, không được tranh giành nó, để thôi những cái người khác không biết, người ta tranh giành là thả những cái cao bồi thì không có được thả được, như vậy là thiếu hụt cao bồi đó. Rồi thì bạn chi này sẽ đổi với mình là do mình là đã ép sẵn ông cao bồi rồi, thì cho nên bạn chi sẽ làm nhiệm vụ cao bồi, và bạn tộc trưởng này giao cho Son nè làm nhiệm vụ thị trấn giúp nhóm nè, Mai, Andrew, Son, Cute và Hương nè, là làm cái nhiệm vụ này, nó nhiệm vụ tòa nhà thị trấn nè, thì Son hiện tại đang nhận, và bây giờ Son sẽ vào hoàn thành nhiệm vụ cho bạn xem nha. Nó đây, rồi các bạn tiếp tục nha. Khi nào đây, những cái nhiệm vụ mà nó nổi lên nữa bạn, nhiệm vụ mà nó có cái game đó bạn, những nhiệm vụ có cái game thì là cái nhiệm vụ của bingo của cái đường của mình đó các bạn. Đó, hiện tại mạng của mình đang lắc. Đây, nhiệm vụ chạy xe nè, trong đây có nhiệm vụ chạy xe nè các bạn, đây nhiệm vụ chạy xe đó, thấy không,
những cái nhiệm vụ nào mà có cái game mà nó nằm ở những cái cột mình chọn nha, những cái cột bingo mình chọn, thì các bạn hãy nhận nhiệm vụ đó. Còn cái những nhiệm vụ nào mà không có trong cái cột mình chọn thì các bạn đừng có chọn. Chẳng hạn như là những cái nhận nhiệm vụ gia súc nè, thì các bạn nó vẫn có cái game nhưng mà các bạn đừng có chọn, tại vì nó không có trong những cái cột của mình, nó không có trong cái cột nhiệm vụ bingo của mình, thì mình đừng có chọn. Mình chỉ chọn những cái nhiệm vụ mà nó ở trong cái cột mình thôi. 1 2 3 4 đó, 1 2 3 4 5 đây, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 là mình chỉ chọn 9 cái nhiệm vụ này thôi nha các bạn, 9 cái nhiệm vụ này thôi đó. Thì các bạn chẳng hạn như nhiệm vụ chạy xe này là 3/4 rồi nè, bây giờ một người nhận nữa là sẽ 4/4 là hoàn thành một ô. Cái này bây giờ là 0/4 không, bây giờ Sơn hoàn thành cái nhiệm vụ này là 1/4 nó nha các bạn, 1/4. Rồi bây giờ có một người nào mà hoàn thành cái này nữa là 4/4 là hoàn thành một cái ô này. Đây là cái ô nhiệm vụ giúp đỡ, thì là 4/4 là đã hoàn thành rồi, thì mình khỏi nhận nữa. Bây giờ mình chỉ nhận cái những nhiệm vụ này là nhiệm vụ cho ăn nè, nhiệm vụ câu cá nè, đó. Nhiệm vụ khai thác mỏ là đã xong rồi, và nhiệm vụ người cao bồi này thì Son đã ép sẵn hết rồi bạn. 9 người, không? 9 người cho 9 người ăn thì Son đã ép sẵn rồi, bây giờ nó ra nhiệm vụ là Son hốt thôi các bạn. Và cái đua cái bingo này nói chung á nó cũng hên xui thôi các bạn. Nếu mà một trong những nhiệm vụ này nó không ra cho mình á thì mình đứng mình chờ hoài luôn. Như vậy mình sẽ gớt tớp. Đó. Nếu mình hên á, mình hên thì nó sẽ ra cho mình. Nó ra cho mình liên tục và mình sẽ hoàn thành. Đó, chẳng hạn như đây nó ra liên tục 4/4 nè. 4/4 là đã hoàn thành rồi. Rồi bây giờ Son sẽ đi hoàn thành một cái nhiệm vụ tòa nhà thị trấn nha các bạn. Bây giờ Son đã làm xong rồi, bây giờ Son sẽ hoàn thành đây. Son đã nhận tòa nhà thị trấn cho các bạn xem nè. Đó. Các bạn nãy giờ Son giải thích như vậy bạn, các bạn có hiểu. Có nghĩa là đó, những cái nhiệm vụ mà nó có cái game tên đầu nè các bạn. Đó. Có game tên đầu là những nhiệm vụ trong bảng bingo nha, nó xuất hiện trong bảng bingo đó. Chẳng hạn như cái này đã xong rồi nè các bạn, chẳng hạn như nhiệm vụ này đã xong cho nên nó không còn cái game nữa nè đó, thấy không còn cái game nữa. Đây, những nhiệm vụ có cái game tên đầu nè, có bông hoa trên đầu nè, đó là những nhiệm vụ mình chọn nha. Và các bạn chọn những cái nhiệm vụ nào mà ở trong cái cột của mình đánh dấu á. Đây cột hẳn nè, 1 2 3 4 không nè, 1 2 3 4 đó, 1 2 3 4. Mình chỉ chọn những cái nhiệm vụ ở trong những cái cột mình chọn thôi nha. Rồi bây giờ Son sẽ vào hoàn thành. Hiện tại Son là phục vụ 16 khách rồi, Son được 11 khách rồi, thì Son nhận 5 khách nữa là xong rồi. Đây các bạn, đây cái nhiệm vụ mà cao bồi là Son đã ép hết rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, nhưng mà cái nhiệm vụ nó yêu cầu có 9 người thôi, Son ép được 11 thì chỉ cần Son nhận nhiệm vụ là Son giao là xong nha các bạn. Bây giờ Son sẽ giao nhiệm vụ đó, 12 nè, đó các bạn thấy không, giao nhiệm vụ là Son đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà chủ clan đã bàn giao cho Son nha. Thì nói chung các bạn nào đua ngựa thì các bạn phải có tính kỷ luật đua ngựa rất là cao. Khi mà chủ clan bàn giao cho bạn nhiệm vụ thì nhiệm vụ của bạn là phải hoàn thành nhiệm vụ đó trong thời gian nhanh nhất, như vậy clan bạn mới được top 1. 14, còn 2 người nữa các bạn. Đây 15, rồi một người nữa là Son sẽ hoàn thành và Son sẽ thị phạm cho bạn xem. Đây các bạn, rồi xong đó, đã hoàn thành nhiệm vụ thị trấn coi nhà đó, xong nha các bạn, xong rồi. Son sẽ quay trở ra hoàn thành và hiện tại ngựa Son đang được top 1 luôn nha các bạn. Đó, đang được top 1 và tiếp tục thu được một con ngựa nữa, không có gì luôn các bạn. Rồi bây giờ Son sẽ nhận nhiệm vụ này nè các bạn. Đây, Son sẽ qua cho bạn xem. Nào, 0/4 và 1/4 không? Cái này còn một nhiệm vụ nữa xong thì Son sẽ nhận. Son sẽ nhận hoàn thành luôn. Đây. Cực kỳ nhanh các bạn. Rồi, mình hoàn thành một phát một xong luôn nè các bạn. Rồi 23 đúng không? 23.
mình đây tới 35. Nhưng mà lúc này các bạn để ý nha, mình phải chừa lại mấy người câu bòi này để mình hoàn thành nhiệm vụ kia nha các bạn. Rồi, bây giờ Son sẽ hoàn, Son sẽ giao từ dưới lên. Một, đủ 23 người là ngưng. Hai, ba, bốn, năm. Các bạn chịu khó nha, các bạn phải nhận ở trong đây nè, chứ để các bạn nhận mà nhận ở ngoài á là dính vô mấy người câu bồi thì như vậy các bạn không còn người câu bồi để giao nhiệm vụ nha. 6 rồi nha các bạn. 7. 7. 8. 9. 10. Các bạn chịu khó xíu, chịu khó xíu nhưng mà mình lưu lại được những người đó. Chứ các bạn nhận một chiên nhanh thì các bạn sẽ dính vô câu bồi. 11. 12. 13. 10 người nữa các bạn. 14. 15. 16. 17. 18. Rồi. 19. 20. 1. 2. Mày thấy không? 23. Rồi xong. Cực kỳ nhanh nha các bạn. 23. Thấy không? Xong. Đó, các bạn thấy không? Son làm nhiệm vụ rất là nhanh, các bạn thấy không? Ép sẵn đây. Đó, xong. Xong một nhiệm vụ là 2. Các bạn thấy không? Nhận nhiệm vụ cái hoàn thành. Đó, xong. Rồi, làm đường bingo đây. Đó, các bạn xong thấy không? 1 nè. Son nãy vừa hoàn thành cái này nè. Giờ 1 2 3 4. Đó. Khi mà một hồi nữa ra cái câu bồi nữa là Son nhận một cái nữa, Son hoàn thành là xong nha các bạn. Cực kỳ là nhanh luôn các bạn. Bây giờ trồng đậu nành thì Son cũng đã trồng sẵn rồi nè. Đó, trồng đậu nành trồng sẵn. Khi nào mà nhiệm vụ nó ra thì Son thu hoạch, nó sẽ tiết kiệm được thời gian, kiếm thời gian của mình. Rồi. Đây có bạn đã trồng đậu nành nữa các bạn. Mèo hoang trồng đậu nành rồi. Bạn su câu cá. Rồi, bây giờ Son sẽ chờ nhiệm vụ nữa các bạn. Chờ nhiệm vụ. Đó, các bạn đã hiểu bingo chưa các bạn? Khi mà chẳng hạn như nhiệm vụ bingo các bạn phải chọn một cái đường thẳng nha. Nhưng mà các bạn phải chọn cái đường thẳng mà có nhiệm vụ dễ nhất. Chọn đường thẳng có nhiệm vụ dễ nhất. Đó, dễ nhất các bạn hãy chọn. Khi mà nếu bạn chọn nhiệm vụ như có cái đường thẳng mà có trồng cà chua này nè, 4 người trồng thì nó mất thời gian tới 8 tiếng là bạn mất hết một ngày của bạn, thì như vậy nó sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được. Như thịt heo nè, bạn mà dính vô thịt heo này là rồi, vứt luôn. Vậy là bỏ cột này, thấy không? Cột này chạy tàu nè, trồng mía nè, nhưng mà chạy tàu thì rất là lâu. Muốn nhanh thì phải kích kim cương, cho nên mình bỏ đó. Cột này sữa dê là bỏ chắc chắn rồi, dính sữa dê bỏ chắc chắn. Đó, cái này là cột này xuống đây dính sữa dê luôn, bỏ. Cái này đây dính dính thịt heo bỏ, thấy không? Dính lông cừu bỏ. Mình chỉ chọn được cái cột đó, chỉ chọn được cái cột qua đầu tiên nè, qua cái cột thứ ba đó. Cái cột thứ ba đây, nhìn theo chuột của Son nè. Đó, qua cái chọc chéo là ok, được 3 cột luôn các bạn, thấy không? 3 cột rất là dễ, cho nên cái người chủ clan phải chọn những cái cột nào mà trong đó là toàn nhiệm vụ dễ thì mình mới làm. Còn dính xui, dính nhiệm vụ khó không thì các bạn chỉ chọn 1 cột hoặc 2 cột thôi. Cho nên là các bạn phải chọn, cái chủ clan phải nhanh trí chọn những cột dễ cho những
những cái người ở trong clan. Và khi chọn nhiệm vụ xong rồi thì cột xong rồi, các bạn phải phân phát những nhiệm vụ đó cho những ai làm và người nào làm. Thì chẳng hạn như những cao bồi này thì chỉ phân phát 5 người làm, đúng không? Thì 5 người đó làm thì những người khác không cần phải nhận, chỉ những người khác chỉ cần đuổi cái cao bồi này ra cho 5 người đó nhận là xong nha các bạn. Nói chung cũng đơn giản đúng không? Đơn giản mà các bạn, thấy không? Đua clan rất là đơn giản. Đua bingo rất là đơn giản. Chỉ có đua, các bạn chỉ có đua, biết đua gì không? Đua bí ẩn á, mới mệt thôi các bạn. Đua bí ẩn là cực kỳ mệt. Đua bí ẩn mốt đua bí ẩn chắc mình phải ọp luôn rồi luôn chứ mình không có hoài hết là mình buồn rồi. Rồi thì hôm nay clip mà Son hướng dẫn các bạn đua ngựa bingo đến đây cũng xin tạm dừng. Nếu bạn thấy cái chia sẻ này của Son hay thì hãy cho Son một like và để lại một comment. Nếu bạn không biết comment gì thì để lại dấu chấm để giúp cho Son, clip của Son nó có nhiều tương tác, cũng như là giúp cho Son có thêm động lực để Son làm ra nhiều clip để phục vụ đến tất cả các bạn nha các bạn. Thì cái mốc Son đăng clip là 8:30 sáng, nếu có thời gian nữa thì 2:00 chiều. Thường nếu cái mốc mà chính thì 8:30 sáng đến 7:00 tối đến 8:00 tối thì là cái mốc Son sẽ đăng clip, thì các bạn có thể đón xem vào cái khung giờ đó nha. Thì các bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ cũng đăng ký kênh để ủng hộ Son nha. Và nhớ nhấn chuông, khi nào Son đăng clip lên thì các bạn vào xem để các bạn cập nhật các thông tin hay đê hàng ngày nha các bạn. Thôi, clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau. Bye bye các bạn.